Carlo Ancelotti tức giận ném thẳng chiếc đồng hồ xuống đất trong buổi tập của Real Madrid. Tại sao lại như vậy? Carletto vốn là một người nổi tiếng với sự điềm tĩnh và khả năng ứng phó với mọi tình huống khó khăn trên sân cỏ. Thậm chí nhiều lần khi đội bóng lội ngược dòng những phút cuối, sự điềm tĩnh vẫn xuất hiện trên gương mặt cố luyện viên người Ý một cách lạnh lùng. Thế nhưng trong một buổi tập mới nhất của Real Madrid, một khoảnh khắc đã khiến ông đánh mất sự bình tĩnh hiếm hoi đó khi chứng kiến tình huống va chạm giữa Eduardo Camavinga và Aurier Tchouaméni dẫn đến việc Camavinga bị chấn thương. Carlo Ancelotti đã không thể kiềm chế được cảm xúc và tức giận ném đồng hồ xuống đất. Hành động này không chỉ phản ánh sự lo lắng của ông về tình trạng sức khỏe một trong những cầu thủ chủ chốt, mà còn thể hiện nỗi bực bội tích tụ qua nhiều năm khi ông chưa bao giờ có được trong tay đội hình mạnh nhất. Chấn thương của Camavinga mặc dù không nghiêm trọng như dự đoán ban đầu, vẫn là một cái tát điếng người đối với Real Madrid, đặc biệt khi mùa giải đang chuẩn bị bước vào và mở đầu là trận tranh siêu cúp châu Âu sắp tới trước Atalanta. Ancelotti hiểu rõ ràng một lần nữa, ông lại phải đối mặt với tình huống thiếu hụt lực lượng, điều đã trở thành nỗi ám ảnh kéo dài suốt những năm qua. Cụ thể hơn về chấn thương của Eduardo Camavinga, cầu thủ này đã va chạm mạnh với Tchouaméni, sau đó ngã lăn xuống sân và hét lớn. Ngay lập tức tiền vệ người Pháp đã được đưa đi kiểm tra bởi đội ngũ y tế ngay trong phòng thay đồ. Ban đầu có những lo ngại rằng chấn thương của Camavinga có thể nghiêm trọng đến mức liên quan đến dây chằng chéo trước, điều mà không chỉ khiến anh phải nghỉ thi đấu dài hạn mà còn có thể gây tổn thất lớn cho Real Madrid trong giai đoạn đầu mùa giải. Nhưng may mắn là bản thân Camavinga tự rời khỏi sân tập mà không cần đến sự hỗ trợ. Camarista có thể phần nào thở phào nhẹ nhõm, sau đó chính bản thân cầu thủ này cũng đang lên tiếng xác nhận trong tin nhắn nhóm. Tôi bị đau đầu gối, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân. Sáng mai tôi sẽ tiến hành kiểm tra nên không thể trả lời nhiều tin nhắn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nhân tiện, việc trả lời lại tin nhắn này là không cần thiết. Tôi chỉ muốn thông báo tình hình chấn thương đến mọi người. Việc Camavinga gặp chấn thương đến vào thời điểm vô cùng nhạy cảm đối với Real Madrid khi đội bóng không có nhiều lựa chọn ở hàng tiền vệ. Sau một kỳ chuyển nhượng mùa hè, Los Blancos không bổ sung được thêm nhân sự cho vị trí này. Cùng với việc Toni Kroos đã giải nghệ, qua đó khiến đội chủ sân Santiago Bernabeu đối mặt với bài toán khó về chiều sâu đội hình. Đặc biệt với Camavinga, anh có khả năng chơi đa dạng ở cả vị trí tiền vệ trung tâm lẫn hậu vệ cánh trái, được xem là một mắt xích quan trọng trong đội hình của Carlo Ancelotti mỗi khi ông cần xoay sở về mặt nhân sự. Nhìn chung, chấn thương đầu gối của Camavinga dù không quá nghiêm trọng vẫn là một tổn thất rất lớn đối với Real Madrid trong bối cảnh chuẩn bị cho mùa giải mới. Sự vắng mặt của anh không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch chiến thuật của Ancelotti mà còn tạo thêm áp lực lên các cầu thủ khác trong đội hình. Đây là một ví dụ điển hình cho thấy những khó khăn mà bản thân Carletto phải đối mặt khi một lần nữa ông không thể có trong tay đội hình mạnh nhất. Chưa kể đây không phải là ca chấn thương nặng đầu tiên của đội bóng. Trước đó Real Madrid đã phải nhận tin dữ khi Juan Martinez, một hậu vệ trẻ đầy tiềm năng, đã gặp chấn thương dài hạn liên quan đến dây chằng chéo trước. Dù chưa phải là một cái tên quen thuộc với người hâm mộ, nhưng sự vắng mặt của Juan Martinez vẫn là một tổn thất không nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh Real Madrid không có nhiều lựa chọn ở vị trí trung vệ. Việc Nacho Fernandez rời đội trong mùa hè vừa qua đã làm giảm đi một trong những phương án dự phòng đáng tin cậy của đội, trong khi David Alaba vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau chấn thương từ tháng 12 năm ngoái. Điều này đặt đội bóng Hoàng gia vào tình thế khó khăn khi họ phải đối mặt với sự thiếu hụt nghiêm trọng về nhân sự ở hàng phòng ngự. Tình hình chấn thương hiện tại của Real Madrid không chỉ ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của đội bóng mà còn đặt ra những thách thức lớn cho Carlo Ancelotti trong việc duy trì sự ổn định và hiệu quả chiến thuật. Điều này càng làm nổi bật sự thất vọng và bực tức của Carletto khi ông liên tục phải xoay sở với một đội hình không bao giờ hoàn toàn lành lặn cả. Mùa giải 2023-2024 đã trở thành một ví dụ điển hình về những khó khăn mà Carlo Ancelotti phải đối mặt trong việc duy trì sự ổn định của đội bóng khi liên tục phải đối phó với chấn thương của các trụ cột. Ngay khi mùa giải vừa bắt đầu, Real Madrid đã phải nhận một cú sốc lớn khi cả Thibaut Courtois và Eder Militao đồng loạt dính chấn thương dây chằng chéo trước. Đây là hai trong số những cầu thủ quan trọng nhất ở hàng phòng ngự và sự vắng mặt của họ đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Thibaut Courtois được coi là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới, đã trở thành người gác lên không thể thay thế của Real Madrid trong nhiều năm. Sự vắng mặt của anh khiến hàng thủ của đội bóng trở nên dễ bị tổn thương hơn, buộc Ancelotti phải sử dụng các thủ môn dự bị kém kinh nghiệm hơn. May mắn là mùa giải vừa qua, Los Blancos vẫn ổn với sự trưởng thành kinh ngạc của Henry Rojin. Còn đối với Eder Militao, anh cũng là một trụ cột quan trọng của Real Madrid. Hậu vệ người Brazil đã chứng tỏ mình là một trong những trung vệ xuất sắc nhất châu Âu với khả năng phòng ngự chắc chắn, tốc độ và kỹ thuật tốt. Chấn thương của Militao không chỉ làm suy yếu hàng thủ của đội mà còn ảnh hưởng đến phong độ của chính cầu thủ này. Bản thân Eder Militao giờ đây không còn mang đến sự an tâm khi đá cặp cùng Rudiger. Có chăng việc được thi đấu vì Real đã hết sự lựa chọn tốt hơn mà thôi. Nhưng không phải vì thế mà Carlo Ancelotti lại tỏ ra giận dữ và mất bình tĩnh như vậy đâu. Không chỉ mùa giải 2023-2024, ngay cả trong mùa giải 2021-2022, khi trở lại dẫn dắt đội bóng Hoàng gia,
Ancelotti nhanh chóng nhận ra rằng ông sẽ phải đối mặt với những thách thức không nhỏ. Ferland Mendy, hậu vệ cánh trái chủ lực của đội, đã liên tục phải nghỉ thi đấu do chấn thương. Bên cạnh đó, Eden Hazard, ngôi sao người Bỉ được kỳ vọng sẽ là người dẫn dắt hàng công của Real Madrid sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo, lại liên tục gặp vấn đề về thể lực và chấn thương. Điều này khiến cựu sao Chelsea, khi ở đỉnh cao phong độ, là một trong những cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất thế giới, đã không thể hiện được khả năng của mình tại đội chủ sân Santiago Bernabeu. Điều này đã khiến Carlo Ancelotti phải xoay sở với một hàng công thiếu ổn định và không đủ sắc bén. May mắn là mùa giải đó, Karim Benzema đã chơi tuyệt hay, góp công lớn giúp kênh kèn trắng vô địch Champions League lần thứ 14. Nhưng như một trò đùa của định mệnh, chính Karim Benzema là cái tên tiếp theo bỏ lỡ phần lớn mùa giải 2022-2023. Nên nhớ không chỉ giúp Real Madrid lên ngôi vô địch châu Âu, bản thân tiền đạo người Pháp còn là chủ nhân danh hiệu của bóng vàng trong năm 2022. Nói thế để thấy Benzema không chỉ là cây săn bàn hàng đầu mà còn là linh hồn của hàng công Los Blancos, người có khả năng tạo ra những khoảnh khắc kỳ diệu và dẫn dắt lối chơi tấn công của đội bóng. Sự vắng mặt của Karim Benzema đã để lại khoảng trống lớn không thể lấp đầy. Real Madrid thiếu đi sự sắc bén và khả năng kết thúc trong các trận đấu quan trọng, dẫn đến những kết quả không như mong đợi. Cuối mùa, đội bóng của Ancelotti may mắn được an ủi với danh hiệu duy nhất ở đấu trường Cúp Nhà Vua. Cho nên nói đến đây, chúng ta lại càng cảm thông hơn với hành động mất bình tĩnh của Carlo Ancelotti trong buổi tập. Việc liên tục phải đối mặt với những ca chấn thương của các trụ cột đã làm gia tăng sự bực tức và thất vọng của Carletto, đặc biệt là khi ông chưa bao giờ có trong tay đội hình mạnh nhất để triển khai những chiến thuật tối ưu nhất của mình. Nhìn lại những mùa giải gần đây có thể thấy rằng sự tức giận của Carlo Ancelotti không chỉ đến từ việc cầu thủ quan trọng bị chấn thương, mà còn từ cảm giác bất lực khi ông phải liên tục điều chỉnh và thích nghi với những hoàn cảnh bất lợi. Mỗi khi Real Madrid chuẩn bị bước vào những trận đấu quan trọng hoặc những thời điểm then chốt của mùa giải, luôn có một hoặc nhiều trụ cột bị chấn thương. Điều này không chỉ làm suy yếu đội bóng về mặt thể lực, mà còn khiến Ancelotti gặp khó khăn trong việc duy trì sự ổn định về mặt chiến thuật. Hơn nữa, việc thiếu vắng những trụ cột ở các vị trí quan trọng cũng phần nào làm giảm đi sự tự tin của toàn đội, đồng thời gây ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần chiến đấu của cầu thủ. Mùa giải 2024-2025 đang cận kề, và một lần nữa, Real Madrid lại phải đối mặt với những thách thức từ tình trạng chấn thương của cầu thủ. Mặc dù đội bóng Hoàng gia đã có những sự bổ sung chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè như Kylian Mbappe và Endrick, tuy nhiên sự kỳ vọng vào một mùa giải thành công của Los Blancos phần nào bị lu mờ bởi những lo lắng về tình trạng chấn thương liên tiếp. Nhìn chung, sự tức giận của Ancelotti không chỉ phản ứng tức thời đối với tình trạng chấn thương của các cầu thủ, mà còn là phản ánh nỗi lo ngại sâu sắc về khả năng cạnh tranh của Real Madrid trong mùa giải mới. Với một đội hình không hoàn chỉnh, vị trí lực gia người Ý sẽ phải dựa vào kinh nghiệm và sự linh hoạt của mình để vượt qua những thử thách, đồng thời hy vọng rằng các cầu thủ có thể nhanh chóng hồi phục và trở lại thi đấu, giúp đội bóng đạt được những mục tiêu lớn lao đã đặt ra trong mùa giải này.